pháp hữu, con kính đó xin đọc bài thỉnh giảng sư. Ramachaloka thipati sahampati katanchali anthivarang ayachatha santi thasata parachakha jatika desetu tham anuchang satham mafanchakaya yang sa ba phi tham cha mang a cô ta yan tô cha tu sắc cha đàn đàng pa po tha này ye parisa yama che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngoài thuyết pháp, noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính những tại cho chú. Dạ, kính lễ Đức, kính lì, kính chào quý anh chị, có nghe rõ. Trước tiên, thường lệ xin chúng tôi thái tam bảo. Arahang tho bhagava bhagavang tiwa va đề mi Sukato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Đề Kim Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Con xin lại đến Đại Hùng Rọi vô biên trí tận cùng thế gian Bát Thánh Bát Trầm Luân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng nam mô tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ Namassami Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp, chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay. Có tựa đề là phần kết luận đối diện với trong cuốn sách đối diện với bệnh tật và cái chết hay là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết mà chúng tôi đã cố gắng trình bày chia sẻ trong room trong suốt hơn 24 bài. Có thể nói là đây là cái loạt bài mà dài nhất trong hơn 10 năm chúng tôi có đóng góp sinh hoạt trong room Phật giáo Nam truyền này. Thì như các anh chị cũng biết, cái cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết gồm có 24 chương để mà Ngài Tỳ Khưu Analayo soạn ra để đối chiếu kinh điển nguyên thủy từ tạng Pali với tạng A Hàm của Hán tạng và đồng thời trích ra những cái lời Phật dạy trong cả hai cái nguồn kinh điển đó. Có liên quan đến vấn đề về bệnh tật và cái chết, sinh lão bệnh tử,
chúng ta thường hay nói như vậy. Và tất cả chúng ta ai cũng đều có bệnh, không bệnh này thì bệnh kia. Và dần dần rồi chúng ta sẽ tiến đến cái chết, đó là cái điều tự nhiên. Nếu chúng ta quan sát chung quanh thì cũng thấy người bệnh thì rất không phải chỉ riêng mình. Chết thì mình thấy, mặc dù bây giờ mình còn sống, nhưng mà qua cái kinh nghiệm mấy chục năm qua thì chúng tôi cũng thấy như vậy. Cái chết đến bất cứ lúc nào, chết là chắc chắn. Nhưng cái điều chúng ta không thể biết được một cách chắc chắn là không biết chết lúc nào, chết ở đâu và chết bằng cách nào. Thành ra có lẽ chúng ta cũng nên sửa soạn trước. Đây không phải là bi quan mà vấn đề khách quan và thực tế. Ai cũng phải tiến đến đó, hoặc là người thân trong gia đình. Có khi thì bệnh từ từ rồi già yếu rồi chết, rồi mình có sửa soạn tâm ý được. Có khi thì bệnh bất ngờ rồi chết bất ngờ. Rồi mình cũng phải biết cái tâm của mình như thế nào, hoặc là mình có kinh nghiệm, mình hiểu biết, rồi mình có thể khuyên giải hoặc là quỷ lạo những người còn sống như thế nào. Ra mình cái điều đó chúng tôi nghĩ là điều rất là cần thiết, chúng ta cần phải suy niệm. Và trong cuốn sách hai của Ngài Thiền Khưu Analayo, Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, Ngài chia ra làm hai phần. Phần đầu, từ chương đầu tiên cho tới chương 12 thì Ngài trích dẫn và đồng thời giải thích những lời dạy hoặc của những đại đệ tử của Ngài trong nhiều trường hợp khác nhau để đối phó với những cái vấn đề trong cái khi chúng ta phải đối diện với bệnh, cơn bệnh tật. Và 12 chương tiếp theo, từ chương 13 đến chương 24 thì Ngài trích dẫn và giải thích những cái đoạn kinh nguyên thủy từ tạng Pali cũng như tạng A Hàm về vấn đề chung, xoay quanh chủ đề vấn đề về cái chết. Và chương cuối cùng là phần kết luận. Phần này rất là đặc biệt. Khoảng nếu mà tiến tới tiếng Anh thì khoảng bản tiếng Anh thì khoảng 30 trang. Mà khi chúng tôi dịch ra tiếng Việt thì khoảng 50 trang. Trong đó thì có cái phần tóm tắt lại của 24 chương đầu tiên. Đồng thời Ngài đưa ra những cái hướng dẫn thực tế để chúng ta tập quán tưởng dựa theo cái bài kinh Girimananda trong tạng Pali cũng như trong tạng A Hàm. Và cũng có một cái bản ở trong kho tàng của Phật giáo Tây Tạng nữa. Trong đó Đức Phật đưa ra 10 pháp quán tưởng mà theo Ngài Analayo là chúng ta có thể dùng để mà thực hành, sửa soạn, nhưng mà mình có một cái tinh thần tốt khi chúng ta đối diện với lại những cơn bệnh, hoặc là cuối cùng là đối diện với cái chết của chính mình. Thành ra chúng tôi thấy một điều rất là thực tế, và chúng tôi trong 2 năm trước đã có trình bày một loạt bài dựa theo 10 pháp quán tưởng này, nếu các anh chị nào còn nhớ. Và chúng tôi đã dịch ra, tạm dịch ra một bản sơ thảo, rồi bây giờ đang xem lại và sửa đổi chút đỉnh để mà có thể in thành một tập sách, xem như là một cái những cái lời hướng dẫn hoặc là cuốn cẩm nang về 10 pháp quán tưởng này. Có lẽ là tập sách có nhiều ích lợi hơn đối với các anh chị nào đã có từng dự những khóa thiền hoặc có đang hành thiền mỗi ngày. Nhưng mà thay có thể xem qua, cũng như là Ngài Thiền Khưu Analayo có nói ở trong cái phần kết luận đó, là đây là những cái đề nghị thôi. Mình thử tập rồi mình về 10 pháp quán tưởng, rồi mình có thể uyển chuyển, thay đổi, thay để mà phù hợp với lại cái hoàn cảnh của và cái căn duyên của mỗi người. Và chúng tôi thấy cái bài kinh Giramananda này được là nằm xếp vào trong những cái bài kinh hộ trì mà chư tăng thường tụng đọc. Đôi khi bằng tiếng Pali thì mình nghe mình không có hiểu, nhưng mà nếu mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình rất thấy nó rất là hay và quan trọng. Nhưng mà có một điều có lẽ có cái sự hiểu biết hoặc là cái học của mình cũng còn giới hạn, thành thử ra hình như, chúng tôi dùng cái chữ hình như ở đây, không thấy chư tăng hoặc là các thiền sư đề cập đến nhiều về cái bài kinh này và 10 pháp quán tưởng.
chúng tôi thì chỉ đọc được tiếng Việt cũng như tiếng Anh thôi. Thì trong những cái tài liệu hoặc chúng tôi có sẵn hoặc là tìm ở trên internet qua Google thì không thấy có một cuốn sách hay là một cái chương trình nào cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà dựa theo cái bài kinh này, bài kinh Giramananda, để mà phát triển thành ra những cái 10 cái pháp áp dụng thực hành, 10 pháp quán tưởng. Cho tới giờ này thì chúng tôi chỉ tìm được có hai tài liệu thôi, hai nguồn tài liệu. Thứ nhất là dựa theo cái phần kết luận của cuốn sách này, cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết của Ngài Thiền sư Analayo. Đây là nói về giảng giải chi tiết và hướng dẫn chi tiết. Và cái cuốn sách thứ hai mà chúng tôi tìm được trong thời gian gần đây là một tập sách mỏng của Ngài Hòa thượng Gunaratana. Ngài là một vị cao tăng lãnh đạo Phật giáo ở Hoa Kỳ, chắc có lẽ ai cũng biết Ngài qua nhiều cái cuốn sách giảng của Ngài, nhất là về pháp chánh niệm. Thì chỉ có hai cuốn sách đó thôi, thì ra mình thấy nó cũng tương đối giới hạn. Mà cái vấn đề này theo cái nhìn chúng tôi rất quan trọng, có lẽ nó cũng phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình, bởi vì mình bây giờ thì cũng gần 70 tuổi rồi. Bệnh thì liên miên, lúc nào trong người cũng có bệnh, đau nhất có chỗ này chỗ kia. Và bạn bè thì bây giờ lần lượt ra đi, mới vừa được tin một cái người bạn khác là cũng nằm xuống, rồi một cái người bạn khác nữa cùng tuổi với mình là bây giờ đau đủ thứ bệnh nặng lắm. Thành ra mình thấy cái vô thường nó đến rõ ràng. Trên ngay cả bên Mỹ có những có cái bài viết mà có lẽ trong tương lai nếu có dịp chúng tôi sẽ chia sẻ, có một vị bác sĩ chuyên khoa rất nổi tiếng về việc trong cái lĩnh vực săn sóc người già, thì ông ấy có viết một cái bài cách đây mấy năm tạo nhiều cái thảo luận sôi nổi trong giới y học, là bởi vì ông ấy nói rằng theo cái xác suất trung bình của người Mỹ trong cái xã hội Mỹ thì trên 75 là xem như là không còn, nghĩa là có thể nói là không còn hiệu năng nữa, mà cũng không thể có thể là vui hưởng với đời sống này. Có thể là một trong hai vấn đề xảy ra hoặc là cả hai. Thứ nhất là cái cơ thể bị suy suy nhược đến nỗi là không còn hoạt động nhiều nữa, có thể là phải nằm trên giường, liệt giường hoặc là phải ngồi xe lăn. Nên để ra mặc dầu cái tâm sáng suốt nhưng mà cái cơ thể không còn sinh hoạt bình thường. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu cái cơ thể còn hoạt động bình thường thì cái tâm hay là cái bộ thần kinh, bộ óc suy sự suy suy tư suy nghĩ cũng không bình thường nữa. Mình gọi là lẫn, có chuyện này chuyện kia, không còn có hiệu năng để mà hiểu biết nhiều hoặc là để mà giảng giải cho người người khác. Là con số 75 ông đưa ra đó là coi như là một cái con số trung bình. Mình thấy được như vậy, rồi mình suy gẫm mình thấy nó cũng đúng chứ không phải sai đâu. Có thể có nhiều người, có nhiều khi mình nghĩ tới những cái trường hợp đặc biệt thôi, thì có những người trên 75 còn khỏe mạnh này nọ, còn dạy chỗ này giảng chỗ kia, còn có thể vui hưởng đời sống. Nhưng mà mình nhìn một cái chung chung trên cái bệnh viện chung chung thì mình thấy đúng chứ không sai. Mà đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi suy nghĩ lại, nó có thể còn con số nó còn thấp hơn nữa. Nhất là những người đã trải qua cái thời kỳ chiến tranh và trong cái thời kỳ kinh tế bao cấp, ăn uống kham khổ không có bình thường, khi mà còn trẻ thì nó ảnh hưởng cho tới lúc lớn tuổi. Đa số mình có thể giảm xuống chỉ khoảng 65 trở lên, có lẽ con số đó, hoặc là tới 70 là tối đa. Sau đó rồi mình thấy là bắt đầu đi xuống xuống dốc rất nhanh. Đây là mình nói theo cách thực tế khách quan thôi, chứ không có phải là tạo ra một cái vẻ nghiêm trọng hay bi quan gì hết. Và thành ra cái thực tế của cái đời sống con người là như vậy. Thành ra mình còn trẻ còn khỏe thì cũng tốt, nhưng mà nên để ý để mà sửa soạn. Cách đây 2 hôm chúng tôi có
tình cờ lập liên lạc được với một người bạn. Người bạn này cũng cỡ tuổi mình, lớn hơn một hai tuổi thôi. Ngày xưa bạn học ở, hiện giờ ở bên Mỹ, nhưng có dịp đang về Việt Nam thăm thăm viếng gia đình ở Việt, bà con họ hàng ở ở Sài Gòn. Thì mình cũng có chat qua chat lại như vậy, thì chúng tôi cũng nói với anh ấy một cái ý tưởng mà hôm lâu rồi chúng tôi hay lặp lại trong những cái bài nói cái chết, là người mình thông thường mình đi đâu xa mình sửa soạn lâu lắm, hạn như ở Việt Nam đi Âu Châu là phải xin visa, rồi phải nhiều khi phải để dành tiền rồi sửa soạn đồ đạc kia rất là chu đáo, có khi vài tháng có khi cả năm trước khi mình lên đường. Nhưng mà có một cái chuyến đi cuối cùng, chuyến đi cửa tử, bắt buộc mình phải đi thôi, không có lựa chọn nào khác, mà đôi khi mình lại trốn tránh, không muốn nói, không muốn đề cập tới, không muốn nghĩ tới, sợ. Nhưng mà cái chuyến đi là cái chuyến đi là ai cũng phải đi. Tại sao mình không sửa soạn bây giờ? Mình sửa soạn cái tâm ý của mình, nhất là người Phật tử, mình sửa soạn tăng cái niềm tin của mình cố gắng làm thiện nghiệp để tạo cái phước. Chỉ có cái nghiệp mới để mà mình mới mang theo được thôi, chứ mình không có mang theo được gì hết. Chúng ta nhớ năm điều quán tưởng là tại sao mình không sửa soạn, mà mình sợ mình cho ai nói tới là mình cho rằng cái người đó là bi quan yếm thế đồ này kia. Mà mình nhớ là mà cái chuyến đi này đó là ngày giờ không có nhất định, không có mua vé trước được. Cái vé mà mua đi thì có thể thay đổi liên tục, mà họ thay đổi là mình không có kiểm soát gì được. Có thể ngày mai rồi mình phải đi rồi, có thể tháng sau, năm sau hoặc vài năm nữa mình không biết được. Ai cũng nghĩ là tới 100 năm mình mới đi, nhưng mà chúng ta thành thực tế mà nói thì nó có thể mình phải bắt buộc phải đi bất cứ lúc nào, lên đường bất cứ lúc nào. Đó là cái sự thật. Thành thử ra mình nên sửa soạn. Đó là cái ý mà chúng tôi trao đổi với người người bạn cách đây vài ngày, và anh ấy cũng đồng ý như vậy. Đồng ý như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin trở về cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay, tức là cái phần luận và các hướng dẫn hành thiền. Thì cái bài này khá dài, chúng tôi không có thể đọc hết được, chỉ nói tóm tắt thôi. Rồi sau đó thì tùy duyên, có thể những tuần sau hoặc những lần khác chúng tôi sẽ trở lại, hoặc nếu không thì khi nào chúng tôi soạn xong cái tập sách dựa theo cái phần kết luận này thì chúng tôi sẽ trình bày sau. Cũng chưa biết được, cũng tùy duyên, bởi vì nó cũng hơi cái lời văn hơi khô khô khan khó dịch, rồi cũng không biết là có tạo được những cái lợi ích gì, bởi vì tương đối đòi hỏi có một cái kinh nghiệm, người đọc cần phải có kinh nghiệm về hành thiền thì đọc cái phần này thì mới thấy có nhiều ích lợi. Bây giờ trở lại cái phần kết luận này, như chúng tôi đã nói thì ngài Analyo tóm tắt những điều ngài đã trình bày trong suốt 24 chương, và quan trọng là ngài khai triển bài kinh Giri-manandā thành ra 10 bài thực tập. Mà theo ý ngài thì mình thử thực tập từng bài, thử từng bài trong cái giai đoạn đầu tiên, cái bước đầu tiên, để gặp có một cái làm quen. Rồi sau đó thì mình có thể tổng hợp lại cả 10 cái đề tài này trong 60 phút. Mình hành thiền mỗi ngày, mình dành 60 phút, 1 giờ đồng hồ. Mình mỗi một cái đề tài như vậy thì chừng mình bỏ ra chừng 5-10, 5 phút thôi nha. 5-10 phút, thì 10 hoặc 5-6 phút, mỗi ra 10 cái đề tài là khoảng 60 phút. Mình làm như vậy cho quen, bởi vì theo ý ngài, theo cái nhìn của ngài, nó có liên hệ với nhau, đi xuyên suốt, đi từ cái pháp đầu tiên cho đến pháp thứ 10. Mình có thể làm như vậy cho nó quen, cũng như là tập làm quen trước. Rồi sau đó thì ngài cũng nhấn mạnh là mỗi người phải phải tự lực, phải uyển chuyển, thay đổi như thế nào đó, thêm bớt như thế nào đó cho thích hợp với cái hoàn cảnh của mình ngay lúc đó, và cũng như cái duyên của mình đối với 10 10 đề tài này như thế nào. Đó thì
Cái bài kinh Girimananda này trong tạng Pali thì được ghi trong chương 10 pháp Tăng Chi Bộ. Và bài kinh này là một trong 15 bài kinh mà cách vào khoảng thế kỷ thứ 13, 14 đã được một vị tăng sĩ người Sri Lanka, ngài đem đến vào xứ Tây Tạng rồi dịch ra tiếng Tây Tạng và được truyền bá, và hiện nay thì được lưu lại trong kho tàng Phật giáo Tây Tạng. Thành thử ra cái điều mình nhớ, ngày xưa có cái sự truyền bá và trao đổi với nhau, thành thử ra trong những cái kho tàng Phật giáo Tây Tạng cũng như của Hán Tạng cũng có những cái bài kinh mà bắt nguồn từ từ tạng Pali, chứ không có phải là không riêng biệt. Tại vì thì sau này thì người ta không để ý tới, là không có giảng thôi. Cũng như chúng tôi có giảng tới giảng lui, trình bày về những cái bài kinh trong tạng A Hàm hiện nay được còn lưu lại trong kho tàng kinh điển của Hán Tạng, thì mình thấy có những cái bài kinh rất là tương đương, rất là giống với bài kinh của tạng Pali. Thì ngay trong kho tàng của Phật giáo Tây Tạng cũng có những cái bài kinh mà có nguồn hoặc là tương đương, tương tự với những cái bài kinh của Phật giáo Nam truyền. Và các nhà học giả họ tìm ra được là khoảng 15 bài, thì rất là họ biết được cái nguồn gốc, bởi vì có ghi lại ở trong những tập sách về lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Thì có ghi lại là do một vị tăng sĩ ở Sri Lanka đem vào Tây Tạng và dịch ra tiếng Tây Tạng. Thì một trong 15 bài đó là bài kinh Girimananda. Rồi cũng có nhiều học giả dịch ra tiếng Pháp, có tiếng Anh cũng có, nhưng mà không có đầy đủ. Thì ngài Analayo mới dựa vào đó mà ngài tổng hợp lại thành một bài kinh mà mình đọc thì mình thấy rất là gần gũi, giống với lại cái bài kinh Girimananda trong tạng Pali. Thì cái duyên sự của bài kinh này là một ngày đó Đức Phật được tin trưởng lão Girimananda bệnh nặng. Ngài có lẽ vì một lý do nào đó bận rộn hay sao đó, ngài không có đến tự thân đến thăm được. Nhưng mà ngài bảo với lại tôn giả Ananda là thị giả của ngài tới gặp tỳ khưu Girimananda và đọc lên 10 đề tài, 10 quán tưởng. Thì vâng lời Đức Phật, ngài Ananda mới đến gặp tỳ khưu Girimananda đang nằm bệnh. Thì ngài mới là đọc lên, tụng lên 10 cái pháp quán tưởng này. Sau khi mà nghe từng pháp quán tưởng như vậy, thì có lẽ trước đó là ngài trưởng lão Girimananda đã có nhiều kinh nghiệm về hành thiền rồi, chứ không phải là mới nghe lần đầu, và đã từng nghe Đức Phật giảng rồi. Nhưng mà bây giờ nghe ngài Ananda đọc, nói lên, tụng lên, tóm tắt lại 10 pháp quán tưởng này, thì ngài nghe xong là ngài hoan hỷ, hoan hỷ, ngài thấm và hoan hỷ, và nhờ cái tâm hoan hỷ đó mà ngài khỏi bệnh, ngài lành bệnh. Vì đó là cái duyên sự của bài kinh này. Có lẽ cũng vì vậy mà bài kinh Girimananda này được chư tăng về sau này lấy ra và sắp xếp vào trong một loạt trong chuỗi những cái bài kinh hộ trì, cùng với những bài kinh Thất Giác Chi, rồi bài kinh Châu Báu, rồi bài kinh Điềm Lành, vân vân, để mà tụng cầu trong những cái buổi lễ cầu an. Thì nhiều khi mình nghe mình không hiểu, bởi vì chữ tăng tụng bằng tiếng Pali mà tụng rất nhanh, rồi mình chỉ tin tưởng vào cái oai lực của âm thanh thôi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được thì có lẽ nó sẽ còn thấm hơn nữa, nó sẽ có nhiều cái kết quả tốt hơn. Đó thì chúng tôi cũng tóm tắt như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị vào trong cái hình đầu tiên, cái hình đầu tiên. Không biết là ở đây thì có theo dõi được hay không, để chúng tôi ai vào được thì xin cho số 1. Thì cái hình này là coi như là tóm tắt lại, chúng ta thấy chia làm hai cột. Một cái phía bên trái là coi như là liệt kê tóm tắt 24 chương trong cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật Và Cái Chết của ngài tỳ khưu Analayo. Trong đó thì 12 chương đầu tiên thì nói về đối phó với bệnh tật. Chương 13 tới 24 là nói về cái chết. Cuối cùng là phần kết luận về các hướng dẫn hành thiền. Thì chúng tôi liệt kê ở đây là có 10 cái đề tài, 10 pháp quán tưởng. Thứ nhất
là nói về pháp quán tưởng về vô thường. Thì Đức Phật nói về chúng ta phải nhìn năm uẩn này như thế nào, sắc thọ tưởng hành thức, nó thay đổi luôn luôn, cái điều rất quan trọng. Sắc thì mình thấy cái thân của mình, đó là về thân vật lý, nhưng mà thọ tưởng hành thức nè, chúng ta nhất là cái thức, chúng ta lúc nào cũng cho nó là nó biện luận, nó có cái gì nó như cái linh hồn hay là cái gì đó, nó bất bất di bất dịch, là riêng biệt với những người khác, thì mình phải rất là khó. Chỉ ngay cả bản thân chúng tôi là phàm nhân, vẫn còn là phàm phu tục tử, thì cũng bị cái, cũng mắc phải cái ý kiến đó chứ không phải là không. Nhưng mà mình biết để mình cố gắng học tập để mà mình thấy thay đổi luôn luôn, nó không có cái gì mà nó ứng nghiệp đứng yên một chỗ. Thứ hai là quán về vô ngã, tức là quán không có cái tôi, cái ta, cái của tôi, của ta ở trong đó, trong sáu căn và sáu trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thứ ba là quán về cái thân này là bất tịnh. Cái thân thể này nhiều khi mình bận tâm đến nó, mình nhiều khi mình bỏ rất nhiều thì giờ để mà lo chu toàn nó, sức nước hoa, tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc áo quần này kia, rồi chụp hình, rồi dùng Photoshop để mà trang điểm này nọ. Nhưng mà thật ra là mình thấy nó chỉ có 32 phần cơ thể thôi, ai cũng giống như nhau thôi. Mình cứ ra không biết cái đó rồi mình chạy theo cái đẹp, rồi mình chê cái xấu rồi này, tạo nhiều cái phiền não. Mà thật ra chỉ là tóc lông móng răng da và nhiều cái cơ phận đó, ai cũng giống nhau hết nếu mình nhìn cho kỹ. Cái thứ tư đó là để quán thị về cái hiểm nguy, về bệnh tật. Ai cũng bệnh, phải biết cái này. Không có ai mà khỏe hoài đời đời. Nhiều khi mình nhìn những cái bức hình, những cái tấm hình hoặc là người ta vui tươi, những lực sĩ, điền kinh đồ này kia, nhưng mà mình đâu có thấy những cái hình ảnh có những vị lực sĩ thế vận hội đó khi mà họ già, hoặc là khi mà họ không còn tranh đua thể thao nữa, họ nghỉ hưu, hoặc là ở nhà không còn lớn tuổi rồi, mình thấy cũng già như ai, không có bệnh đủ thứ. Ngay cả bác sĩ cũng bệnh, chứ không phải là bác sĩ là biết hết những cái thuốc rồi này nọ mà không bệnh đó. Nhà chúng tôi có hai ba người bác sĩ, thấy bệnh tới bệnh lui liên miên, mình thấy rõ. Thứ ba, thứ năm là quán về từ bỏ, quán cái tâm của mình phải bỏ như thế nào. Cái tâm ham muốn của mình, tâm sân hận, rồi cái tâm mình thích làm hại người khác hoặc là tạo những cái ác, mình thấy rõ. Mình là phàm nhân thì mình phải thực tế thật sự là như vậy, đừng có mặc cảm. Chúng ta phải chấp nhận chúng ta là phàm nhân, còn là luân hồi, còn trôi lăn trong cái cõi luân hồi này. Dù cho mình đọc sách nhiều, đi nhiều khóa thiền, đi nhiều chùa này chùa kia, làm việc từ thiện này kia, nhưng mà mình nếu mà mình còn là phàm nhân thì mình lúc nào cũng bị những cái tâm xấu đó nó ám ảnh, nó thống trị mình, không có lúc này thì lúc khác, lúc nào cũng lởn vởn ở trong cái tâm trí của mình, mình phải biết. Thứ sáu là quán về ly tham, quán về mình biết như vậy rồi thì mình bây giờ làm sao để mình bỏ bớt đi. Không cắt đứt được, chưa cắt đứt được, ít ra mình biết và mình cố gắng giảm thiểu từ từ mỗi ngày. Đoạn diệt, tức là mình nói về hướng về khi mà mình không còn tham thủ như này, những cái chỗ mình buông bỏ tự do như thế nào. Rồi mình thấy nhàm chán với toàn thế giới là đề tài thứ 8. Toàn thế giới đây tức là tất cả những gì xảy ra chung quanh mình. Nhiều khi mình chạy theo nó thì bị tuyên truyền. Nhất là thời đại bây giờ chúng ta thích bám vào trong internet, bám vào trong những cái mẫu tin, những cái tin quảng cáo hoặc là những bình luận chính trị chỗ này chỗ kia, rồi cũng chạy theo, thấy thích thú. Nhưng mà mình nhìn lại mình thấy lúc nào nó cũng vậy thôi. Cái thế giới này nó là như vậy, nó không bắn nhau ở chỗ này thì nó bắn giết nhau ở chỗ khác. Nó không có chế độ xấu này thì nó có cái chế độ xấu khác, rồi biểu tình phản đối rồi này thì nó xảy ra luôn luôn, không có lúc nào mà an vui hết. Nếu mình nhìn bình tâm, mình nhìn cho kỹ, cái thế giới này nó là như vậy. Rồi đề tài thứ 9 là vô thường trong tất cả các hành. Cái hành ở đây tức là sankhara, tất cả những cái gì mình tạo tác hoặc là người khác tạo tác, cái vô thường, không có chạy theo, mình biết, biết là mình dừng lại. Và cuối cùng là coi như tóm tắt lại hết chín cái đề tài trên,
Nó nói trở về ngày và Đức Phật cũng như là ngài Ananda nhắc lại cho ngài Giramananda là đừng quên niệm hơi thở. Hơi thở rất quan trọng. Chúng ta bắt đầu trong bụng mẹ thật sự chúng ta đã thở rồi chứ không phải là không. À, mà vì ra mà thở qua cái luồng máu à, người mẹ thở giúp mình. Nhưng mà khi mình ra khỏi lòng mẹ rồi mình phải thở, không thở là chết. Là cho tới cái ngày mà mình không còn thở nữa, tức là mình già tới đó lúc tới cái cửa tử thì mới ngưng. Hơi thở nó liên tục. Hơi thở với trái tim đập liên tục cũng như hơi thở. Nhiều khi mình không để ý, mình chạy theo những cái đề tài khác, những cái đề mục khác. Rồi mình có sâu chuỗi, mình niệm chậu chuỗi, niệm tràng hạt này kia, nhưng mà mình quên. Đi ra đường nhiều khi mình quên mang sâu chuỗi, bỏ qua, quên mang theo tràng hạt rồi sao? Thì chỉ có một cái mục, đề mục lúc nào cũng dính theo dính mình hết. Nhiều khi mình không để ý, cái đề mục đó là hơi thở. Mình làm cái gì thì làm, nhưng mà mình trở về cái hơi thở của mình niệm như thế nào. Thì cái đoạn kinh thứ 10 này đó coi như tóm tắt là một trong nhiều bài kinh khác mà Đức Phật giảng về niệm hơi thở, có 16 bước và có liên quan đến bốn cái pháp lập niệm, hay là bốn cái đối tượng để mà chúng ta hướng tới, là thân, thọ, tâm, pháp. Và cũng tóm tắt lại như vậy trong cái một quán tự thứ 10 này. Thành thử ra nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy cái bài kinh này rất quan trọng. Bài kinh Giramananda này là coi như tóm tắt lại tất cả những cái pháp hành mà một cái người Phật tử cần phải biết. Không phải nhất mặc dầu chúng ta là thiền sinh, chúng ta đi hành thiền ở chỗ này chỗ kia, giữ khóa này khóa kia, rồi thiền sư tùy theo cái hoàn cảnh và cái căn duyên thì thiền sư có thể hướng dẫn đề tài này đề tài kia để chúng ta bình tâm nhìn lại, thì nằm tất cả đều nằm ở trong 10 pháp quán tưởng này. Và xem như là tóm tắt lại về sau này thì có những luận sư chẳng hạn như ngài Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo, trong tập luận Thanh Tịnh Đạo thì ngài khai triển thêm thành 40 đề tài. Nhưng mà nếu chúng ta có dịp chúng ta bình tâm đọc so sánh thì chúng ta thấy cũng có thể rút ngắn lại thành 10 pháp quán tưởng. Ra chúng tôi sau khi mà đọc xong và suy niệm và thử thực hành thì mình thấy quả thật quan trọng. Và từ đó mới có tác ý là cũng có bạn đề nghị với chúng tôi là in ra cả cái cuốn sách đối diện bệnh tật và cái chết này. Thì chúng tôi cũng cảm ơn, tri ân. Và cũng để đó cả, để suy nghĩ thêm. Bởi vì nếu mà in ra mà dịch đầy đủ thì dày lắm, khoảng 500-600 trang chứ không phải ít. Không biết có ai đọc được hay không, đó là một cái công trình. Bây giờ thì mình thử, mình dịch và đồng thời hiệu đính là sửa lại. Thành ra một cái tập sách nhỏ, chừng khoảng 6-70 trang. Trong đó dựa theo cái phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền này. Đồng thời mình kèm theo cái bài kinh Giramananda này để người đọc có thể đọc thẳng cái bài kinh mà không cần phải tìm những cái nguồn kinh điển khác. Đồng thời cũng có thể thử thực tập 10 cái pháp quán tưởng này. Tương đối thì cũng hơi khó đọc, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều ích lợi cho những ai thật sự đang hành thiền và có kinh nghiệm. Có một chút ít kinh nghiệm về hành thiền và muốn tìm hiểu thêm về phương diện thực hành. Đó thì trong cái này thì chỉ nói trước như vậy mà chúng tôi cũng chưa có quyết định. Có thể như vậy thì trong vòng 1-2 tháng nữa thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình tiếp. Cái biểu đồ tiếp trong cái link chúng tôi đưa ra đây. Nếu vào được thì xin cho số 1 và cái bông hồng. Bây giờ hồi nãy chúng tôi có nói là 10 pháp quán tưởng mà Đức Phật đưa ra có liên hệ đến bốn pháp lập niệm hay là bốn xứ. Và bây giờ đây là một cái biểu đồ khác dựa theo những giải thích của ngài Analayo, chúng tôi soạn ra cái biểu đồ để dễ theo dõi.
Thì các anh chị thấy trong biểu đồ này, trong cái mặt màu đỏ đó, là 10 cái pháp quán tưởng, chúng ta đánh số từ số 1 cho tới số 10. Thì theo cái nhìn của ngài Anālayo thì hai cái pháp đầu tiên, quán tưởng về vô thường và vô ngã, là coi như hai cái pháp, cái nền tảng căn bản. Bất kỳ những cái pháp hành nào mà chúng ta hành thiền hoặc là chúng ta suy tưởng về đời sống thì cuối cùng cũng phải đưa về cái nền tảng là chúng ta phải thấy vô thường và vô ngã trong bất cứ cái nhận thức hoặc bất cứ cái hành vi nào. Rồi và như vậy thì đó xem như là cái nền tảng mà chúng ta bắt đầu trước và cuối cùng cũng là cái phần phần kết luận, cái phần trở về cái điểm chung. Vô thường thì chúng ta mà để thực tế thực hành thì chúng ta phải quán cái vô thường trong năm uẩn và vô ngã trong sáu căn và sáu trần. Bởi vì mình thấy rõ như vậy, như chúng tôi nói, nó thay đổi luôn luôn. Cái vô thường là cái mình thấy nhưng mà mình không chấp nhận. Thì đó là cái tâm lý chung, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy. Mình biết nhưng mà mình không chấp nhận. Tự nhiên cái sáng nay dậy cái mình thấy đau, mình thấy lo hoặc là bực, tại sao đau hoài mà quên đi, nó vô thường, cái thân thể vô thường. Mình thấy, mình biết nhưng mà không chấp nhận, hoặc là nghe tin, hoặc là nhiều khi làm bể cái chén, làm rớt cái gì ta bể cái chén cái bực, hoặc là vợ con trong nhà vô ý làm hư một món đồ nào đó, cái tự nhiên mình bực mình, đó là cái phản ứng tự nhiên. Nhưng mà sau đó mình bình tâm lại, mình thấy nó là vô thường, hoặc là mình nhìn vào một cái sự, cái cục diện thay đổi nào đó, cục diện chính trị của một cái xứ nào thay đổi tốt hơn hoặc là xấu hơn, cái tự nhiên mình mừng hoặc là mình buồn, nhưng mà mình không biết là đó là vô thường. Mình mong nó tốt hoài không được, mà mình thấy nó xấu hoài cũng không được, nó thay đổi, nó tốt quá xấu, nó thay đổi liên miên. Vô ngã, sáu căn và sáu trần, đó là cái qua sáu cửa để mình tiếp xúc với đời sống bên ngoài, mình biết được cái thế giới. Nhưng mà mình lúc nào cũng cho có cái mình ở trong đó, cái tôi ở trong đó, khó lắm. Ngay cả đến cho khi mà đạt cái quả thứ tư, quả thánh thứ tư A-la-hán mới bỏ được. Lúc nào cũng có cái so sánh trong đó. So sánh tức là mình còn chấp cái ngã, mình cho rằng còn có cái tôi trong đó. Làm cái gì đó mình làm phước, hay là mình giảng được thấy sướng, hoặc là mình khi nào mình bị người ta chê bai cái mình buồn, đó, mình thấy rõ ràng như vậy. Không nói thì được nhưng mà bình tâm mà nhìn thấy thực tế khó lắm, chứ không phải bỏ, không phải dễ đâu. Nhưng mà ít ra mình phải phải tập. Cũng như chúng tôi có hồi nãy có nói có tâm tình với người bạn nói về cái chết rồi xong có nói về chuyện tu cũng vậy. Chúng tôi có nói một câu là còn đợi cái đường tu còn dài, còn khó khăn lắm, một kiếp không xong thì kiếp sau tiếp tục rồi. Chứ đừng có tưởng tu một kiếp là xong. Nhiều khi mình nóng nảy, mình lý tưởng, mình đọc sách rồi mình thấy người này người kia sao tu nhanh quá, hoặc là đi khóa thiền 10 ngày về cái có người tưởng là đạt đắc rồi, thật sự không phải như vậy. Mình còn ngồi ở đây mà Đức Phật giảng pháp là 2.600 năm trước rồi mà mình vẫn còn ngồi đây, tức là cái nghiệp mình dày lắm, mình tạo nhiều nghiệp lắm, nó còn dính mắc đủ thứ hết, thành một cái thói quen trong cái tiềm thức của mình không có bỏ được đâu. Nhưng mà đều ngược lại là bây giờ trên thế giới có mấy tỷ người mà có bao nhiêu người thật sự biết Phật pháp, có quan tâm đến Phật pháp, một thành phần rất nhỏ, và mình là thuộc vào trong cái thiểu số nhỏ bé đó thì mình cũng có cái phước. Cho nên mình biết được Phật pháp, mình có cái hướng về Phật pháp thực thực tập thì mình cứ bước đi thôi, khi nào thành thì thành, không kiếp này không xong thì đi tiếp tục mấy kiếp sau tiếp tục nữa. Nhưng mà có cách bước đi thì mới đến, không đi là không đến. Đó là câu chúng tôi trao đổi với người bạn và anh bạn ấy rất thích, anh ấy nói đúng như vậy. Mình bây giờ già cũng gần chết thì mình biết chưa xong, nhưng mà ít ra mình cũng hướng về đó rồi, không cái kiếp này không xong thì mình tiếp tục mấy kiếp sau. Nói cái phần thứ ba là bất tịnh, thứ tư là nói về nguy hại, thứ năm là về từ bỏ, thứ sáu thì nói về ly tham đoạn diệt nhàm chán với toàn thế giới và vô thường trong các hành. Các chị nhìn lại cái biểu đồ ấy. Thì theo cái nhìn của ngài Anālayo thì phần bất tịnh ở đây tức là quán về thân,
bốn cái nền, bốn nền tảng là thân thọ tâm pháp, ai cũng nhớ biết tứ niệm xứ, bốn niệm xứ, hay bốn lục niệm. Thì nguy hại và bệnh tật là cái đau đớn này nọ, tức là để giúp cho mình thấy được cái thọ về cái tâm mình, cái trạng thái tâm mình như thế nào để mình từ bỏ những cái những cái tâm xấu ác, thì đó là chúng ta thấy phải quán về tâm. Rồi về những cái đối tượng của tâm mình hướng về, tức là ly tham đoạn diệt, có cái tâm nhàm chán với toàn thế giới là mình thấy được cái vô thường ở trong các hành thay đổi liên miên, tức là gom lại thành ra một cái đề mục, tức là quán về pháp. Thực ra mình thấy thân thọ tâm pháp là nằm đầy đủ ở trong những cái từ pháp, cái quán tưởng thứ ba cho đến thứ chín của bài kinh Girimananda. Cho đến pháp thứ 10, niệm hơi thở, thì coi như là pháp thứ 10, như chúng tôi nói là quan trọng là chúng ta ai cũng phải thở, lấy hơi thở mà chúng ta làm được, thì là nó là gồm có đầy đủ cả bốn phần, là thân thọ tâm pháp. Như trong cái chúng ta đọc cái bài kinh này cũng như chúng ta đối chiếu với bài kinh niệm hơi thở ở trong Trung Bộ Kinh thì mình thấy rõ như vậy, có cả bốn phần thân thọ tâm pháp đầy đủ trong quán hơi thở. Có lẽ vì vậy mà đa số các thiền sư đều chỉ dẫn các vị thiền sinh ngay bước đầu là niệm hơi thở trước, rồi sau đó thì cứ niệm đi niệm lại là cũng lúc nào cũng lấy hơi thở làm căn bản. Và ngài Analayo có phân tích thêm dựa theo cái bài kinh niệm hơi thở thì có 16 bước, thì bốn bước đầu tiên là quán thân từ bước 1 đến bước thứ 4, quán thọ là từ bước thứ 5 cho tới thứ 8, quán tâm là từ thứ 9 tới 12, và quán pháp là từ 13 cho tới 16. Các anh chị thấy rõ chỗ này không? Mấy chị Nguyên Tuệ, anh Dũng này thấy rõ chỗ này. Tức là ngay trong cái quán hơi thở, đó, thật sự ra chúng ta chia vẽ chi tiết thì chúng ta thấy có 16 bước. 16 bước. Và như vậy thì mình thấy, như nãy chúng tôi nói là cuối cùng rồi phải làm sao thấy được vô thường và vô ngã. Đó là cái mục tiêu. Thật ra cái nền tảng của hai cái pháp quán tưởng đầu tiên cũng là cái nền tảng hướng về của 16 bước trong quán niệm hơi thở. Và theo cái hình nhìn như vậy của ngài Analayo thì mình thấy rất là xuyên suốt và liên hệ với nhau. Liên hệ với nhau. Không phải là cái gì khác biệt hết. Có thể là mình thử, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái khung thân, thọ, tâm, pháp. Và cuối cùng đừng quên cái mục đích chính là vô thường và vô ngã. Mình thấy cho rõ như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái biểu đồ tiếp theo. Trong cái biểu đồ tiếp theo này thì chúng ta, như chúng tôi đã nói hồi nãy là chúng ta lúc nào cũng 10 pháp quán tưởng này là dựa theo cái căn bản nền tảng của bốn lập niệm là thân thọ tâm pháp. Thì ngài Analayo đưa ra một hình ảnh rất hay là giống như cái vòng xoắn. Chúng ta bắt đầu từ cái quán tưởng thứ nhất đầu tiên là vô thường, rồi qua thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu như vậy. Đi lập vòng vòng mà mình thấy rõ ràng là lúc nào cũng đối chiếu về thân thọ tâm pháp. Tức là bắt đầu từ đầu tiên là thân, tức là quán tưởng thứ nhất. Rồi mình qua số 2 là về thọ, đi số 3 là trở về thân trở lại, đi số 4 mình cứ đi lên lòng vòng, cuối cùng cái đỉnh điểm là cái quán tưởng hơi thở cuối cùng trong cái mình thấy được cái vô thường, và mình từ đó mình ly tham đoạn diệt và từ bỏ. Thì các anh chị thấy những cái từ như là ly tham đoạn diệt, từ bỏ, vô thường lúc nào cũng có trên trong cái 10 pháp quán tưởng này. Ra mình thử thực tập, mình biết đặt trước để có cái ý niệm, rồi mình thử thực hành trong cái pháp hành thiền của mình mỗi ngày, rồi mình có thể du di uyển chuyển, linh động, thay đổi thêm bớt này kia cho thích hợp với hoàn cảnh và cái căn cơ của mình. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin tóm tắt như vậy để mà có một cái nhìn tổng quát về cái bài kinh này. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần giới thiệu của ngài, phần tóm tắt của ngài Analayo
Và có lẽ là chúng tôi sẽ đọc theo cái bản dịch mới nhất mà chúng tôi hiệu đính lại với cái ý định là có thể sẽ in thành một tập sách. Tôi xin phép đọc ở đây. Trước tiên, tôi, tức là Bhikkhu Anarayo, sẽ tóm tắt ngắn gọn một số điểm chính về phương cách đối diện với bệnh tật và cái chết. Sau đó, tôi sẽ trình bày cách tiếp cận thực tiễn về các hướng dẫn hành thiền mà Đức Phật đã dạy cho trưởng lão Girimananda trong bài kinh số 60, chương 10 Pháp của Tăng Chi Bộ Tạng Pali. Thì đó là cái đầu tiên là Ngài Anarayo muốn nói rằng Ngài sẽ tóm tắt một số điểm chính để mình nắm thôi. Rồi sau đó Ngài sẽ đưa ra những cái hướng dẫn thực tế để thực hành từng cái pháp quán tưởng để. Và Ngài cũng có nói sơ, nó nói cái duyên sự, đây là cái bài kinh mà Đức Phật thật sự ra không có dạy trực tiếp, nhưng mà Đức Phật nói cho Ngài trưởng lão Ananda nghe, rồi Ngài trưởng lão Ananda mới đến gặp Ngài Girimananda và đọc lại, thuật lại. Và cái bài những cái lời thuật này về 10 pháp quán tưởng thì được ghi vào trong tạng Pali, bài kinh số 60, chương 10 pháp của Tăng Chi Bộ. Thì chúng tôi cũng nãy cũng có nói đó, thì cái bài kinh này nó tìm có một cái bài kinh tương ứng rất là gần gũi, do tăng sĩ người Sri Lanka đem vào Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 13 và dịch ra tiếng Tây Tạng. Điểm quy chiếu, cơ sở và nền tảng cho quan điểm của Phật giáo sơ kỳ về bệnh tật và cái chết là sự giảng dạy về tứ thánh đế. Nhìn nhận chân thành về tham ái và chấp thủ là những nguyên nhân đưa đến hoạn khổ, là nền tảng chẩn đoán cần biết, cần thiết để cho thuốc chữa trị của trí tuệ Phật giáo trong trường hợp bị tác động bởi bệnh tật và cái chết. Tức đây thì Ngài mới nhắc lại, chúng ta biết trong cái bài pháp đầu tiên, Đức Phật giảng về bốn thánh đế, bốn cái sự thật cao sang, cao quý và khổ tập diệt đạo. Nói về cái khổ, chúng ta thấy rõ những cái khổ như thế nào, sanh lão bệnh tử là khổ. Rồi chúng ta cầu bất đắc cũng là khổ. Ái biệt ly chúng ta thương mà không có giữ được cũng là khổ. Tóm lại thì cái chấp thủ, năm cái quẩn đem cho tập chấp thủ vào đó là khổ. Và cái nguyên nhân đó là cái lòng tham ái của mình. Mình muốn lúc nào cũng được sinh tồn, ở không có cõi này thì cõi kia, lúc nào cũng dính mắc vào cái đó, và cái nguyên nhân. Và cái nhưng mà cái chẩn đoán của cái bài cái tứ thánh đế nó giống như là cái lời chẩn đoán của vị y sĩ như vậy. Ngày đầu tiên là đưa ra cái bệnh cho chúng ta thấy bị bệnh, rồi y sĩ cho biết là nguyên nhân mà gây ra cái bệnh như thế nào cho chúng ta thấy rõ thực quan, nhưng mà không có ngừng ở đó. Bởi vì nếu ngừng ở đó thì người ta sẽ bi quan. Nhưng mà y sĩ còn nói tiếp, nhưng mà cái bệnh này có thể chữa được, có thể lành được, tức là cái khổ này có thể diệt được. Và cái trạng thái diệt đó, không còn khổ nữa, tức là niết bàn. Niết bàn có thể đạt tới được. Tức là tạo mình một cái niềm tin. Người y sĩ cũng tạo cho bệnh nhân cái niềm tin là cái bệnh có thể chữa được. Và cuối cùng quan trọng nhất là muốn chữa như vậy thì phải làm theo cái phương cách nào, tức là phương cách để chữa bệnh, cho những cái món thuốc, cho những cái lời khuyên để thay đổi lối sống, lối ăn uống, lối dinh dưỡng này kia, thì cũng giống như vậy. Mà cái khổ nó muốn diệt được là phải thực tập, phải và có cái con đường, tức là cái pháp một cái phương pháp để mà diệt khổ, đó là Bát Chi Thánh Đạo. Cái con đường đó, pháp diệt khổ đó gồm có 8 phần tử. Mình hãy tóm tắt rồi Bát Chi Thánh Đạo đó, thì đó là giống như một cái y sĩ chứng bệnh. Kết hợp vào sự giảng dạy này là Bát Chi Thánh Đạo nhắm đến thực chứng toàn bộ sức khỏe tâm linh qua giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù việc huân tập tâm trong Phật giáo sơ kỳ, Phật giáo sơ kỳ ở đây tức là chúng ta dịch từ cái chữ Early Buddhism. Early Buddhism có nghĩa là những cái nguồn kinh điển cũng như lối thực hành trong thời Đức Phật còn tại thế, cũng như khoảng 500 năm, trong thời gian 500 năm sau khi Ngài nhập diệt cho tới đầu công nguyên, đầu thế kỷ Tây Phương đó. Lúc đó là tức là tính cho tới trước khi phong trào Phật giáo Đại Thừa ra đời, gọi là Phật giáo sơ kỳ, gồm có nhiều bộ phái, khoảng 18 tới 22 bộ phái kinh điển, của mỗi bộ phái cũng giống nhau thôi.
Nhưng mà ngày nay thì coi như còn truyền lại là kinh điển Pali của bộ phái Theravada, trưởng lão bộ, cũng như ở Bắc phương thì có những cái bộ phái khác nhau, nhưng mà được các ngài cao tăng Trung Quốc sang thỉnh về và sưu tập là dịch ra tiếng Hán, lưu lại trong tạng mấy mấy bộ A Hàm, là một số những cái bài kinh rời rạc như chúng tôi đã mới vừa đề cập đến cũng có xuất hiện trong cái kho tàng của Phật giáo Tây Tạng. Thì những cái tài liệu văn liệu cũng như cái lối thực hành đó, hành trì đó thì gọi là các nhà học giả Tây phương bây giờ thì đặt cái tên là Early Buddhism, Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo sơ kỳ. Nên mình thấy chung chỉ chung chứ không có riêng một cái đặc biệt một cái bộ phái nào. Mặc dù việc huân tập tâm trong Phật giáo sơ kỳ tạo ra nhiều điều kiện để chữa bệnh và chăm sóc, xoa dịu cơn đau, mục đích tối hậu là giúp vượt xa hơn nữa, tiến đến mục tiêu cuối cùng là thoát vòng sinh tử luân hồi. Mình nhớ như vậy. Mình thấy Ngài nhắc lại là những cái bài kinh mà Ngài trích ra để Đức Phật và các vị đại đệ tử để mà khuyên chúng ta đối phó với nào thế nào với bệnh tật và cuối cùng là cái chết đó. Không phải là chỉ xoa dịu cái cơn đau thôi, mà để đừng có quên đó là những cái bước đi để tiến đến cái mục tiêu cuối cùng là không còn bệnh nữa, không còn chết nữa, tức là không còn sinh ra nữa, tức là vượt ra khỏi khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Dựa trên điểm quy chiếu đó, sự phân biệt giữa những cơn đau về thân và về tâm cần phải được nhận thức rõ ràng. Bằng cách tránh các mũi tên đau đớn về tâm, tâm trí có thể giữ được khỏe mạnh ngay cả khi thân thể đau đớn. Giữ tâm khỏe mạnh đòi hỏi phải có tập luyện tâm, nhất là giữ niệm, chi phần đầu tiên của bảy chi phần đưa đến giác ngộ, thất giác chi, và cũng là phẩm chất quan trọng được vun trồng qua công phu thực hành bốn pháp lập niệm. Thì đây thì Ngài có phân tích trong cái bài kinh mà chúng tôi có trình bày từ trước, đó là thân đau nhưng đừng để tâm đau. Tức là giống như một người bị bắn một mũi tên, rồi bây giờ chịu thêm một mũi tên nữa, bắn một cái mũi tên đầu tiên thế là đau về thân, rồi bây giờ mình tạo thêm một cái cao đau đớn về tâm nữa, nó càng khó khăn thêm. Thật ra mình phải biết phân tách ra là nhiều khi cái thân mình đau mình không tránh được, nhưng mà cái tâm mình có thể kiểm soát được, có thể để cho nó đừng có đau theo cái thân. Và muốn được như vậy là phải giữ niệm. Giữ niệm, niệm đó là một cái yếu tố rất quan trọng mà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh điển Phật giáo từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không phải chỉ có Phật giáo Nam phương thôi. Phật giáo Bắc truyền cũng nói nhiều về chữ niệm này, phải giữ một cái mức độ tỉnh thức, tỉnh giác, thấy rõ. Qua các lời dạy của Đức Phật, tiềm năng của niệm để đối mặt với các cơn đau và dẫn đến chữa lành luôn luôn được nhắc đến trong Phật giáo sơ kỳ. Trong những kinh điển Phật giáo A Hàm cũng như Pali đều luôn luôn Đức Phật đều nhắc nhở chúng ta là lúc nào cũng phải có một cái tâm tỉnh thức, tỉnh giác. Thậm chí áp dụng cho những ai có khả năng nhập thiền, vốn có thể giúp đè nén cơn đau, các vị ấy vẫn chọn cách trực diện cơn đau với chánh niệm. Tức là có những cái bài kinh ngay cả Đức Phật và các vị đại đệ tử như ngài Moggallana vân vân, ngài Anuruddha, các ngài có một cái pháp thiền định rất là thâm sâu, có thể để đạt đến 8 bước thiền, nhưng mà các ngài không có dùng những cái đó để mà làm quên cơn đau, mà các ngài bình tĩnh tỉnh thức nhìn cơn đau như thế nào, quan sát để thấy rõ cái sự sinh diệt của cơn đau đó. Cái đó giúp cho cái mình thấy rõ cái bản chất vô thường và vô ngã của vạn pháp, trong đó có cả cơn đau của mình. Bên cạnh yếu tố niệm, một khía cạnh quan trọng khác trong Phật giáo sơ kỳ để trực diện bệnh tật và cái chết là sự nhấn mạnh liên tục về việc không dính mắc, nhất là đối với 5 uẩn và 6 căn giác quan. Tức là mình phải có một cái tinh thần buông xả, không có dính vào trong sắc thọ tưởng hành thức và mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ở đây, nền tảng cho sự không dính mắc này là tuệ quán về vô thường, về tính không có khả năng tạo hài lòng lâu dài của chúng, tức là khổ, và về kết luận rằng chúng là rỗng không, tức là vô ngã. Mình phải thấy được như này. Bây giờ có thể mình không thấy, nhưng mà mình phải cố gắng tự nhắc nhở. Nhiều khi mình quên đi, mình biết nhưng mà mình quên, hoặc mình biết mình không chịu chấp nhận nó là vô thường,
mình biết nhưng mà không chịu chấp nhận là vô ngã, lúc nào cũng tìm cách biện luận lý luận này kia để cho rằng có một cái tôi ở trong đó, cái tôi bất đi bất di bất dịch ở trong đó. Trao dồi sự tự do sâu sắc, thoát khỏi mọi ràng buộc, được dựa trên nền tảng của giới hạnh, từ đó tự nó cung cấp nguồn vô úy, không sợ hãi khi hành giả bị bệnh và tiến gần đến cái chết. À, thành thử ra có một cái khía cạnh tâm lý nữa để giúp cho mình có niệm, tức là hoặc là mình bệnh mình không là có cái niềm tin và không sợ hãi, mà muốn được như vậy là mình phải giữ giới, mình phải rõ ràng và sống đạo đức, đừng có làm hại mình, đừng làm hại người, hay là mình nói một cách thông thường là sống tử tế, sống tử tế, sống hiền hòa tử tế. Điều này rất khó, nhất là trong cái thời buổi tranh đua bây giờ, chung quanh thì có những cái chuyện đấu tranh nó kích động mình, hoặc là những cái chuyện, những cái cạm bẫy dụ dỗ mình để mình chạy theo chỗ này chỗ kia, rồi muốn có được như vậy là mình phải tìm cách không nói thật, nói là nói dối thì nhiều khi cũng nó là không nói thật, có thể nói là khi lừa lọc. Cái chuyện đó mình thấy rất là bình thường, xảy ra luôn luôn, ngay cả bản thân mình cũng như những người khác chung quanh mình chịu khó để ý. Sống một cái đời sống tử tế chân thật khó lắm, chứ không phải dễ, nhưng mà nếu mình sống được như vậy rồi thì mình thấy nó tạo thành một cái niềm tin, và mình có cái đó là một cái sức mạnh, không còn sợ, vô quý, không sợ. Khi giúp hướng dẫn những người trong giây phút cận tử, việc tinh luyện dần dần những dạng động lực nội tại để hướng đến hạnh phúc có thể được áp dụng để giúp người sắp chết ra đi với một nội tâm an bình mà không còn các hình thức bám víu thô tháo nào. Trong giờ phút lâm chung, phương cách tốt nhất là giúp đem tâm trí vào bốn tâm thiêng liêng Brahma Vihara, tức là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, để tiếp cận với trạng thái thiên đường trên trái đất trong tâm của người ấy. Tức là bây giờ đối với những cái người mà bị bệnh nặng, đau đớn trong lúc gần chết, thì mình làm sao để mà mình giúp buông thả, hướng về cái tâm của họ, hướng về những cái nơi trú ẩn tốt lành, tức là từ bi hỷ xả. Tức là lúc đó cái tâm mình nó giống như là cái tâm của Phạm Thiên, đó mới gọi là Phạm trú, Brahma Vihara, tức là cái nơi mà Phạm Thiên trú ẩn, tức là nói về cái tâm thôi chứ không phải là nơi chỗ. Để làm sao cái tâm nó rộng mở như vậy. Cái điều này khó lắm, nhất là những cái người thân hoặc là của mình đó, họ không có cái cơ hội tu tập, không có chịu tu tập khi còn khỏe mạnh, hay là không có một cái duyên. Đó, khi nói như vậy thì lý tưởng khó, nhưng mà cũng phải cố gắng. Thật ra ngược lại thì mình bây giờ mình cố gắng tu tập như vậy, mình biết được như vậy, có kinh nghiệm như vậy, rủi ro tới lúc mà gần chết mà mình quên đi á, là nếu mà có người thân trong nhà hoặc là có những người bạn bạn đạo mà họ đến thăm rồi nhắc nhở mình nhớ lại, mình nhớ lại. Đó là trường hợp xảy ra trong những bài kinh trong cuốn sách. Rồi những cái vị mà được nhắc nhở là những vị đó thật sự ra là khi mà còn sống còn khỏe mạnh thì đã có kinh nghiệm tu tập rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà khi gần chết đau đớn hoặc sợ hãi quá, các vị ấy quên đi, để được Đức Phật hoặc là những vị đại trưởng lão đến nhắc nhở. Là cái điều quan trọng ở chỗ đó. Điều quan trọng là bây giờ mình phải tu tập, mình phải biết, cố gắng tạo những cái nhân, những cái hạt chủng tốt, những hạt giống tốt vào trong cái tâm thức của mình. Thì đến cái chuyện đó thì được người khác mà có cái lòng tốt nhắc nhở là mình nhớ lại, để mình ra đi một cách thanh thản, bình an. Quan trọng là ở chỗ đó. Không chỉ trong trường hợp bệnh tật mà khi đối mặt với cái chết, yếu tố chánh niệm rất có giá trị, giúp người ấy giữ tâm cân bằng với các cảm thọ và chống lại khuynh hướng gây ra các phản ứng bất thiện tâm, bất thiện trong tâm. Thực hành như thế, giờ phút lâm chung trở thành một cơ hội để phát sinh tuệ quán giải thoát. Mình nhớ, nếu ta còn nhớ lại có những cái bài kinh mà trong những cái chương chúng ta trình bày đó, có những vị khi mà còn sống thì tu hành cũng chưa đạt được cái mức nào hết, nhưng mà đã có cái căn bản rồi. Thì khi gần chết được Đức Phật hay là các vị thiện trí thức đến thăm và nhắc nhở, các vị ấy hoan hỷ. Hoan hỷ là thực hành trở lại, chú tâm vào đó, và lúc chết là giải thoát, là đạt những cái đạo quả giải thoát.
Thành thử ra đừng có tưởng là cái giờ phút lâm chung là giờ phút thất vọng, không còn cái gì để thực tập nữa. Có thể mình dùng ngay cái lúc đó mình biết mình gần ra đi rồi, để mình quán tưởng, buông xả thì cũng có thể giúp cho mình được, chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều tiên quyết, cái điều cần thiết quan trọng là mình phải thực tập từ bây giờ, khi mình còn sống, còn khỏe mạnh. Bên cạnh giá trị hỗ trợ chúng ta đối diện với cái chết, chánh niệm còn có vai trò chuyển hóa các kinh nghiệm đau buồn, các kinh nghiệm đau buồn. Để quán tưởng về cái chết của mình, niệm hơi thở có thể giúp ta hiểu biết rõ ràng rằng một người thật ra chỉ sống đến hơi thở tiếp theo. Cái này thì chúng tôi có trình bày lúc trước. Mình chỉ có một hơi thở thôi. Mình thở vào mà không thở ra là chết. Mình thở ra mà không hít vào là chết. Chứ mình đừng có tưởng là mình sống tới 100 năm, hay là 200 năm gì đó. Cái mạng sống mình chỉ kéo dài một hơi thở thôi. Thành thử ra, nếu mình biết được như vậy đó, thì mình không có nghĩ tới những chuyện khác. Mình chỉ nghĩ tới cái hơi thở của mình. Rồi mình sắp xếp lại những cái thứ tự ưu tiên trong những cái sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày của mình. Cái nào là quan trọng nhất cần phải làm. Bởi vì có thể là ngày mai mình chết, mà có thể hơi thở sắp kế tiếp là mình chết. Một cái hơi thở hít vào, không thở ra là chết. Một cái hơi thở ra mà không hít vào là chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mạng sống của mình rất là mong manh. Nhiều khi mình tưởng là mình sống lâu, nhưng thật sự không phải. Cái điều đó rất có giá trị. Đức Phật đã giảng từ 2.600 năm trước. Nhiều khi mình quên, bây giờ mình học lại, mình nhớ. Và như vậy thì khi mình quán tưởng về cái chết không phải là bi quan, nhưng mà thật sự là lạc quan và thực tế, khách quan. Là khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ cái quỹ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Mình sắp xếp lại, không còn dính mắc vì những cái chuyện lu bu ở trong đời sống nhiều nữa. Ngay cả những hoạt động ở trong đạo tràng hay trong chùa hay là trong giáo hội gì cũng vậy. Nhiều khi mình biện minh làm này làm kia mà quên đi. Cái quan trọng nhất là cái sự tu tập cho chính mình. Mình quên cái chuyện đó. Ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy. Ngày xưa cũng lăng xăng lộn xộn làm những chuyện từ thiện, kêu gọi in kinh sách đồ này kia, chuyện tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà mình quên đi cái sự tu tập cho chính mình. Mình phải đặt cái trọng tâm đó. Và hôm trước chúng tôi cũng có nói là ngài có dạy chúng ta một cái kỹ thuật rất là đơn giản. Khi mình hít vào thì mình niệm chết 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 chết, tức là mình có thể là mình sẽ chết sau khi mình hít vào. Vậy là có thể là một cái hơi hít vào, hơi thở vào, hít vào là cái hơi cuối cùng, chết chết chết. Mình đem chuyển cái sự chú tâm mình vào cái đó, chứ không có nghĩ suy nghĩ liên mang với những chuyện khác. Và khi mình hít hết hơi thở ra vào trong phổi rồi mà mình thấy mình vẫn còn sống, mình thở ra cái mình buồn buồn, tức là mình đừng nghĩ nhiều cái chuyện khác, chỉ nghĩ tới cái hơi thở thôi. Ngay lúc đó hít vào chết 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 chết, thở ra buồn chết 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 chết, buồn chết 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 chết, buồn. Như vậy thôi. Nhưng khi mà chúng tôi thử thực tập theo cái lời dạy của ngài Anala-vô, dĩ nhiên là ngài dạy bằng tiếng Anh, nhưng mà chúng tôi chỉ linh động chuyển sang tiếng Việt để cho nó phù hợp với mình. Mặc dù chúng tôi sống xứ này thì nói tiếng Anh, tiếng Úc, nhưng mà cái đầu óc mình vẫn nghĩ bằng tiếng Việt trong mấy chục năm rồi, nhưng mà mình vẫn là gốc Việt, nên mình nghĩ cái tiếng Việt nó thân mật và nó gần gũi hơn. Ra mình niệm như vậy, hít vào cái thích ra, thở ra cái buồn, cái tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó an định trở lại. Mình sống lại với từng hơi thở của mình. Đó cái điều quan trọng, sống từng hơi thở là ở chỗ đó, chứ đừng có nói sát na là những cái nó có vẻ lý tưởng. Mình không biết được, mình chỉ đã sống là mình thấy được cái mình có thể nhận thức được là từng hơi thở thôi, chứ còn sát na nhanh quá, nhỏ quá mình thấy không có được. Đó là chỉ vấn đề sách vở thôi, đó là kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Chúng tôi không có để ý nhiều tới cái chữ sát na, mà để ý nhiều hơn về cái hơi thở, hơi vào hơi ra. Các quan điểm chính yếu từ những đoạn văn khảo sát cho đến nay có thể tập hợp lại trong khung hành thiền như đã dạy cho ngài Giramananda, bao gồm tuệ quán về tính vô thường của năm thủ uẩn, tính vô ngã của sáu căn, bản chất bệnh hoạn của cơ thể,
nhu cầu thanh lọc tâm, tâm trí thiện lành là một mục đích tối hậu, và các hướng dẫn chi tiết về niệm hơi thở. Thực hiện một chương trình hành thiền như đã giúp Ngài Girimananda phục hồi sức khỏe là một cách tiếp cận thích hợp, tích hợp những khía cạnh chính của Phật giáo sơ kỳ về bệnh tật và cái chết vào công phu hành thiền của mỗi người. Thì đó là cái phần tóm tắt cũng như cái phần mở đầu cho cái chương kết luận này mà chúng tôi có ý định sẽ trình bày trong tương lai khi nào có dịp và có thể in thành tập sách. Thì đó là những gì mà chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Nhưng mà để còn thì giờ, bây giờ còn thì giờ nữa thì chúng tôi sẽ tóm tắt một chút xíu nữa về các hướng dẫn hành thiền của Ngài Giramananda. Còn nghe rõ chứ ha? Tại vì khi mình đọc ra như vậy, cái mình thấy có những cái chỗ dịch chưa được suông thì mình có thể điều hiệu chỉnh lại. Tiếp theo đây, tôi, tức là Ngài Tỳ Khưu Anālayo, sẽ trình bày một phương cách qua đó các hướng dẫn ghi trong kinh Giramananda và phiên bản Tây Tạng tương ứng có thể được áp dụng và thực hành. Mục đích của tôi ở đây chỉ là để góp ý, giúp tạo hứng khởi để thực hành, mà không phải để ngầm hiểu đây là phương cách đúng nhất để thực hiện điều đó. Hành giả được tự do điều chỉnh để thích hợp với hoàn cảnh riêng của mình, và những gì tôi trình bày ở đây chỉ là đơn thuần là một ví dụ. Mình thấy Ngài rất là khiêm tốn và Ngài cẩn thận. Ngài chỉ nói rằng Ngài trình bày chỉ là một cái ví dụ thôi. Rồi mỗi người là có thể dựa vào đó mà khai triển thêm cho thích hợp với mình, chứ không phải bắt buộc phải theo như vậy. Ngài nói rất là rõ ràng. Để ôn lại, Đức Phật bảo Ngài Ananda đến gặp Ngài Girimananda đang lâm trọng bệnh và nói lại 10 pháp quán tưởng như sau. 1. Tưởng vô thường trong năm uẩn. 2. Tưởng vô ngã trong 6 căn và 6 trần. 3. Tưởng bất mỹ hay là bất tịnh về các bộ phận của cơ thể. Chỗ này chúng ta dùng cái chữ bất mỹ, tức là không có hấp dẫn. Nhiều khi mình nói bất tịnh thì mình nói là dơ dái này kia, tự nhiên mình sợ. Bây giờ mình dùng cái chữ bất mỹ, tức là không có hấp dẫn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, xin lỗi, sắc mắt là tóc lông móng răng da, bên ngoài, bên trong là ruột gan tim tủy thận phận này kia. Mình thấy con người của mình là xương thịt này nọ, rõ ràng như vậy, không dơ không sạch, là những cái bộ phận đó. Không có cái gì mà mình gọi là hấp dẫn hết. Nhiều khi mình bị lừa dối qua hình ảnh, qua quảng cáo tuyên truyền này kia, qua quần áo trang sức này nọ, mình thấy như vậy để mình, nhưng mà không phải để tạo ra cái mặc cảm đâu. Nhiều khi các một số người tạo thấy như vậy là tự nhiên thấy gớm, không có thích cái thân của mình, nhưng mà không phải tạo ra một cái mặc cảm như vậy mà mình thấy rõ như vậy để có cái nhìn khách quan. Cái thân thể của mình là như vậy, và thân thể những người chung quanh là như vậy, của những minh tinh, những cô đào hát hay là những cái anh chàng đẹp trai ca sĩ này nọ thì cũng là như vậy thôi. Cũng có 32 phần cơ thể giống như mình, nên mình nhìn rõ thực tại. Số 4, tưởng nguy hại về khả năng cơ thể có thể bị bệnh. Phải nhớ, không mình không có khỏe hoài được, mình sẽ bị bệnh, mình đã bị bệnh, có thể đang bị bệnh, rồi sẽ bị bệnh. Cái bệnh không có tránh khỏi, dầu cho đừng có bị tuyên truyền là ăn theo cái thuốc, ăn theo cái rau này hay là cái cọng cỏ kia, rồi cái món dinh dưỡng như thế này thế kia, thấy quảng cáo chúng tôi thấy, rồi uống những cái thuốc này thuốc kia trường sinh bất tử, rồi nó là phải cẩn thận. Dĩ nhiên mình phải có một cái thái độ trung hòa, tức là phải sống điều hòa, ăn uống điều độ, đầy đủ chất bổ dưỡng, nhưng mà đừng có bận tâm, đừng có chạy theo những cái lời tuyên truyền quảng cáo, những cái loại thuốc, những cái loại cây cỏ này kia. Lúc nào mình cũng có thể bị bệnh. Thứ năm là tưởng từ bỏ các tâm bất thiện. Thứ sáu là tưởng ly tham để hướng về niết bàn. Thứ bảy là tưởng đoạn diệt.
để hướng về Niết Bàn. Tức là cái ly tham và đoạn diệt ở đây rồi để chúng ta hướng về Niết Bàn. Thứ tám là tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới để hướng về Niết Bàn. Thứ chín là tưởng vô thường trong tất cả các hành để hướng về Niết Bàn. Tức là từ đến thứ sáu tới thứ chín đó là mình quán về Pháp. À, quán về Pháp. Và cái Pháp của mình quán, cái cuối cùng là mình hướng về Niết Bàn. Hướng về giải thoát Niết Ngộ, giác ngộ. Và cái mục đề mục thứ 10 là niệm hơi thở trong 16 bước. Như vậy chúng ta có tất cả là 10 cái pháp quán tưởng hay 10 đề mục trong cái bài kinh Giri-ma-nan-đa. Và các anh chị tới đây chắc cũng đã thấy rồi. Có thể là bao gồm tất cả những cái pháp hành thiền mà chúng ta biết được. Có thể là chúng ta có một cái căn duyên nào đó hay cơ duyên nào đó mà để tiếp xúc với các vị thiền sư trong một khóa thiền nào đó thì các ngài chỉ giảng một hay hai cái đề tài. Nhưng mà mình nhớ đó là không phải là một trong hai cái đề mục duy nhất, nó có tất cả những cái đề mục khác nữa mà chúng ta cần phải biết. Sau khi nghe 10 tưởng này, bệnh của tôn giả Giri-ma-nan-đa được thuyên giảm ngay lập tức. Bốn pháp quán tưởng đầu tiên trong kinh Giri-ma-nan-đa tương ứng với bốn tưởng điên đảo Vipalasa. Bốn tưởng điên đảo đó là gì? Thứ nhất là trong vô thường nghĩ là thường. Thứ hai là trong vô ngã mình nghĩ là ngã. Thứ ba, trong bất tịnh không hấp dẫn thì mình nghĩ là tịnh hay là hấp dẫn. Thứ tư là trong khổ mình nghĩ là lạc. Thì đó là Đức Phật gọi là bốn cái pháp tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo đó là tưởng không đúng, giống như người điên. Mà thật sự là đa số phạm nhân chúng ta đều là người điên. Mình theo cái nhìn của Phật giáo, mình tưởng thường trong cái vô thường, mình tưởng nó là có cái ngã trong cái gọi là vô ngã, mình tưởng nó là tịnh là hấp dẫn trong cái gọi là bất tịnh, không hấp dẫn, và cuối cùng là mình nghĩ là lạc thú ở trong cái khổ. Thứ năm, quán tưởng thứ năm về từ bỏ, liên quan đến từ bỏ dục tâm, sân tâm, hại tâm và các ác bất thiện tâm khác. Quán tưởng về ly tham, về đoạn diệt, về nhàm chán đối với toàn thế giới và về vô thường trong tất cả các hành là tạo thành một cái bộ bốn khác nữa. Cuối cùng, pháp quán niệm hơi thở, tức là cái pháp thứ 10, được thực hiện trong 16 bước, chia thành bốn nhóm, bộ bốn tương ứng với bốn pháp lập niệm thân, thọ, tâm, pháp. Là mình thấy nó rõ ràng là Ngài tóm tắt lại để cho chúng ta thấy là cả 10 pháp này thì xoay quanh qua thân, thọ, tâm, pháp mà thôi. Thì có lẽ chúng tôi xin dừng ở đây, dừng ở đây. Và trước khi dừng thì xin đọc sơ qua về cái bản kinh Giri-ma-nan-đa, đọc để các anh chị nghe, nghe để mà quan hỷ cũng như để nắm bắt được cái bài kinh đó như thế nào. Các anh chị có thể đọc ở trên mạng cũng được, mà ở đây thì xin đọc ra đây trong 15 phút còn lại. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Chetavana, khu vườn của ông Anantha Pinika, tức là ông cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Giri-ma-nan-đa bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Đây là những cái lời rất là chuẩn. Các anh chị mà có dịp đọc kinh thì thấy là giống như một cái phần mở đầu nói về cái duyên sự như thế nào, rất chuẩn. Bây giờ thì ngài Ananda mới đến gặp Đức Phật và báo tin cho Đức Phật biết là ngài trưởng lão Giri-ma-nan-đa bị lâm trọng bệnh, bị bệnh nhiều, bệnh nặng. Tôn giả Giri-ma-nan-đa bạch Thế Tôn, bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến thăm tôn giả Giri-ma-nan-đa vì lòng từ mẫn, tức là xin Ngài mở lòng từ bi, đến thăm Giri-ma-nan-đa. Thì Đức Phật mới trả lời, này Ananda, hãy đi đến tỳ khưu Giri-ma-nan-đa và nói với ông ấy về 10 tưởng. Tức là Đức Phật nói, thay vì đi, thì Đức Phật nói rằng bây giờ Đức Phật nói ra, rồi bảo Ananda đến gặp, mà thuật lại, kể lại. Sau khi được nghe, bệnh của ông ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là 10? Đức Phật nói rằng, ta giảng 10 pháp này, rồi ông nghe, ông nhớ, ông tới gặp ông kia. Mà khi mà gặp ông Ngài Giri-ma-nan-đa rồi, mình nói lại thì chắc chắn là
sẽ bớt bệnh. Đức Phật biết, Đức Phật là người có tha tâm thông, Đức Phật biết được cái căn tính của mỗi vị đại đệ tử. Thế nào là 10? Một, tưởng vô thường. Hai, tưởng vô ngã. Ba, tưởng bất tịnh. Bốn, tưởng nguy hại. Năm, tưởng từ bỏ. Sáu, tưởng ly tham. Bảy, tưởng đoạn diệt. Tám, tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới. Chín, tưởng vô thường trong tất cả các hành. Mười, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Theo cái cấu trúc của bài kinh là Đức Phật nói trước, liệt kê 10 pháp quán tưởng. Rồi sau đó thì Ngài mới nói về cái chi tiết. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống quan sát như sau: sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường. Như vậy vị ấy trú quán vô thường trong năm thủ uẩn này, đây gọi là tưởng vô thường. Vô thường là năm thủ uẩn. Thứ hai, và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống quan sát như sau: mắt là vô ngã, các hình sắc là vô ngã, tai là vô ngã, các âm thanh là vô ngã, mũi là vô ngã, các mùi hương là vô ngã, lưỡi là vô ngã, các vị nếm là vô ngã, thân là vô ngã, các vận cảm xúc là vô ngã, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Như vậy vị ấy trú quán vô ngã trong sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này, đây gọi là tưởng vô ngã. Tức là nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là năm cái sáu cái cửa của mình, và sáu cái đối tượng đó là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thứ ba, và này Ananda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây vị tỳ khưu quán sát thân này, từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh như: trong thân này có lóc tóc, tóc lông móng răng da, thịt gân xương tủy thận, tim gan hoành kết mô lá lách phổi ruột, màng ruột dạ dày phân mật đàm, mũ máu mồ hôi mỡ, nước mắt mỡ da nước miếng nước mũi, nước ở khớp xương và nước tiểu, 32 phần. Như vậy vị ấy trú và quán bất tịnh trong thân này, đây gọi là tưởng bất tịnh. Cũng giống như người đồ tể, mình mổ cái con bò hay con heo ra, mình thấy được cái bản chất của cái con bò con heo đó như thế nào, thì con người chúng ta cũng vậy thôi, cũng có bấy nhiêu đó thôi. Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống quan sát như sau: thân này có nhiều đau đớn và nguy hại, bởi vì trong thân này có nhiều loại bệnh khởi lên, như bệnh đau mắt, bệnh đau trong tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau ở thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào, lăn ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụn nhọt, bệnh ung nhọt lung loét, các bệnh khởi lên do mật, từ đàm, từ niêm dịch, từ gió hay do các yếu tố đó kết hợp, các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sinh ra, các bệnh do bị tấn công, các bệnh do nghiệp chín mùi, do lạnh nóng đói khát đại tiện tiểu tiện. Như vậy vị ấy trú quán sự nguy hại trong thân này, đây gọi là tưởng nguy hại. Tức là theo cái nhìn y học của Ấn Độ thời đó, có bao nhiêu thứ bệnh liệt kê ra hết. Bây giờ có thể là mình bệnh nhiều hơn nữa, hoặc là có những thứ bệnh mình không còn nữa. Nhưng mình biết nhiều loại bệnh đó. Và mình có thể mắc vào trong một trong những loại bệnh này bất cứ lúc nào. Đó là cái sự nguy hiểm của cái thân này. Đừng có quá bận tâm về cái thân, nhiều khi mình bị ám ảnh. Và này thứ năm, và này Ananda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây vị tỳ khưu không chấp nhận dục tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó. Không chấp nhận sân tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó.
không chấp nhận hại tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp bất cứ khi nào chúng khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch chúng. Đây gọi là tưởng từ bỏ. Tức là mình phải nhận lại, mình phải nhận rõ, nhận thức rõ, ghi nhận những cái tâm bất thiện ở trong con người mình thế nào, để rồi mình cố gắng từ bỏ, thì đó gọi là cái tưởng từ bỏ. Thứ sáu, và này Ananda, thế nào là ly tham? Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống suy xét như sau. Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ các sinh y, ái diệt, ly tham, niết bàn. Đây gọi là tưởng ly tham, tức là khi mình đến đó mình ngồi, mình hành thiền, gọi là mình ngồi suy xét, mình thấy được có sự an chỉ, không còn dính mắc vào bất cứ cái gì khác, thì mình biết rằng cái trạng thái đó là cái trạng thái lý tưởng tốt đẹp. Số 7. Này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống suy xét như sau. Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là an chỉ tất cả các hành, từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, đoạn diệt, niết bàn. Đây gọi là tưởng đoạn diệt. Cũng giống như vậy. Nhưng mà bây giờ là mình nghĩ là mình bắt bỏ đây. Mình đã cắt bỏ được tất cả các sự tham thủ, các cái ác, những cái ác tâm, bất thiện tâm trong cái thời phút đó thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng được như vậy. Bởi vì lúc nào cũng được như vậy, tức là mình là người đắc đạo rồi. Bây giờ khi mình hành giả, mình là một cái người phàm phu, nhưng mình cố gắng hành thiền đó, thì có một cái giây phút nào đó mình có đạt được cái trạng thái đó, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng mà mình phải biết được cái trạng thái đó, để mình có cái lòng tin. Và này Ananda, thế nào là tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới? Đây là số 8. Ở đây, vị tỳ khưu không tham dự và bám víu vào các quan điểm, các thiên kiến, các tùy miên nào đối với thế gian, và từ bỏ, không thấp chấp thủ chúng. Đây gọi là tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới. Sao khi mình thấy cái thế giới này nó vô thường, nó đầy đau khổ, cái bản chất của nó, thì mình nhìn nó, mình không có nên dính mắc vào. Ở đây rất rõ, không có bám chắc vào các quan điểm, các thiên kiến, các tùy biên nào với thế gian, và không chấp thủ vào đó. Điều này khó, chúng ta dễ bị chạy theo cái tuyên truyền từ phía này phía kia, rồi mình có những cái sự bám chấp vào đó, thành thử ra mình cần thấy rõ thế gian là như vậy, thay đổi như vậy, cái cõi ta bà là như vậy. Số 9. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả các hành? Ở đây vị tỳ khưu bực phiền, xấu hổ, nhàm chán với tất cả các hành. Đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả các hành, tức là trong những cái sự tạo tác. Mình có cái một cái sự suy tưởng xong rồi mình tạo tác, tức là cái hành quẩn của mình, hoặc là sự tạo tác gây ra bởi những người xung quanh, thì mình thấy nó thay đổi luôn luôn, không có chạy theo nó. Là con người á, nhất là phàm nhân á, thì sắc thọ, mình có cái tiếp xúc cái thọ, rồi mình có cái sự suy tưởng, tức là tưởng, rồi sau đó là mình có cái phản ứng gọi là hành. Rồi cuối cùng sự nhận thức của tất cả những cái chuỗi thay đổi đó, thì cái hành của mình là do cái tưởng mà ra, mình không có thể tránh được. Mình là phàm nhân, còn là phàm phu tục tử, không thể nào không có tạo tác. Nhưng mà mình biết để mà mình không có chạy theo nó. Đó là mình nó thay đổi luôn luôn. Số 10. Và này Ananda, thế nào là niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Ở đây rất là quan trọng, nó chỉ là 4 bước. Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến liêu cốc trống, ngồi xếp chân, lưng thẳng, để niệm trước mặt, tức là mình giữ niệm, mình ngồi, mình tìm chỗ nào vắng vẻ. Ở nhà thì mình ở một cái liêu cốc trống, một cái phòng trống. Với niệm, vị ấy thở vào, với niệm, vị ấy thở ra, tức là thở vào, thở ra, có một cái tỉnh giác, tỉnh thức, cái ý thức về cái hơi thở vào, hơi thở ra của mình. Rồi mới tiếp như thế này. Thở vô dài, vị ấy rõ biết thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy rõ biết thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đó là 4 bước điều đầu tiên. Mình biết thở vào, thở ra như thế nào.
rồi mình biết cái hơi thở đó dài hay là ngắn, theo dõi mình biết, rồi sau đó là làm dịu cái hơi thở lại. À, thì đó là bốn cái bước đầu tiên. Bốn bước tiếp: cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra vị ấy tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vị ấy tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Đó là bốn bước tiếp, tức là bây giờ mình cảm giác, mình thấy được cái, nếu mình có cái lạc thọ như thế nào, có cái hỷ thọ như thế nào. À, cái lạc hoặc cái hỷ, khi mình cái tâm mình cái an định rồi, mình thấy được cái chỗ đó đối với những cái hơi thở vào hơi thở ra, rồi sau đó rồi mình thấy là cái tâm của mình nó chạy theo, nó phản ứng như thế nào, mình trước cái cảm giác hỷ với cảm giác thọ đó, cái cảm giác lạc đó, rồi sau cùng là mình buông bỏ cái cảm giác, mình an tịnh, không còn chạy theo những cái cảm giác đó. Chứ đầu tiên là không thể nào mà mình buông bỏ liền, mình phải có một cái ý thức, có một cái sự vui, sự sướng, một cái nhẹ trong cái thân của mình, cái tâm mình biết được như vậy, cái tâm mình nó thấy vui ha. Nhưng mà rồi là mình phải bỏ bỏ cái những cái phản ứng đó, bởi vì nó cũng là phải buông xả đi, là vô thường thôi. Giờ bốn bước tiếp: cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vị ấy tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị ấy tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vị ấy tập, bình tĩnh tôi sẽ thở vô vị ấy tập, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vị ấy tập, với tâm giải tôi sẽ thở vô vị ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vị ấy tập. À, bốn bước này là nói về cái trạng thái tâm. À, mình nhớ chữ tập ở đây chứ không phải là biết. À, mình phải tập, phải tập là mình có những cái cảm giác về tâm như thế nào, với cái nguồn hơi thở vào hơi thở ra của mình, cái tâm nó hân hoan hay tâm định tĩnh, mình phải biết. Và tới cái chừng cái tâm nó giải thoát rộng mở ra rồi, không dính mắc vào những cái chấp thủ đó, thì mình cũng phải biết. Đây là trạng thái rất là lý tưởng, khó đạt được, nhưng mà đây là mình đọc để cho biết. Thông thường theo kinh nghiệm chúng tôi là chỉ bốn bước đầu tiên thôi. À, ngay cả chúng tôi đã tự thực tập hành thiền nhiều năm rồi thì cũng loanh quanh là bốn bước đầu tiên, chứ còn những cái bước sau là biết chứ cũng chưa đắc đó. Quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở ra vị ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở ra vị ấy tập, quán đoạn diệt vị tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vị ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vị ấy tập. À, bốn bước cuối cùng là đỉnh điểm của 16 bước. À, nếu mình đạt được cái này thì coi như là bắt đầu đắc đạo. À, khi mình phải quán được cái, thấy được cái vô thường theo từng cái hơi thở của mình, rồi đó sau đó là mình thấy được cái tâm của mình, để mình ly tham, mình không còn dính mắc vào cái tâm tham nữa, và cái sự từ xả ly tất cả là đoạn diệt, rồi mình từ bỏ không có dính mắc. À, thì đó là cái đỉnh điểm của 16 bước niệm hơi thở. Đây gọi là niệm hơi thở vô hơi thở ra. Này Ananda, hãy đi đến tỳ khưu Girimananda và nói với ông ấy về 10 tưởng. Sau khi được, bệnh của ông ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. À, thì Đức Phật sau khi mà giảng 10 cái pháp này cho Ngài Ananda, thì Đức Phật bảo là hãy ghi nhớ, rồi sau đó đi đến thăm Ngài Girimananda và nói lại. Rồi tôn giả Ananda, sau khi học thuộc 10 tưởng này từ Thế Tôn, đi đến tôn giả Girimananda và nói lên 10 tưởng ấy. Sau khi nghe 10 tưởng này, bệnh của tôn giả Girimananda được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimananda thoát khỏi bệnh, và đây là cách tôn giả được chữa lành bệnh. Thì đó là cái kết quả như vậy. Như chúng tôi trình bày, sau khi mà nghe được rồi đó, thì ngài thuyên giảm bệnh thuyên giảm liền. Nhưng mà cái điều đó chứng tỏ là trước đó ngài đã từng có kinh nghiệm rồi. Bây giờ chỉ được nghe Ngài Ananda nhắc lại lời dạy của Đức Phật thôi, là Ngài nhớ lại cái tâm Ngài hoan hỷ, nên bởi vì Ngài đã trải qua những cái trạng thái đó rồi, chứ không phải là như chúng ta chưa trải qua. Thành thử ra mình phải tập, như chúng tôi nói là mình tập cho làm quen, tới khi nào mà bị bệnh nặng hay là
Lúc lâm chung được có một vị thiện trí thức, một người bạn đạo hay vị thầy đến gặp và nhắc nhở lại cái tình mình nhớ cái mình hoan hỷ, có thể mình hết bệnh hoặc là mình ra đi một cách bình an thanh thản. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, bây giờ thì cũng đã hết giờ. Thì trước tiên thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn sư trí đức và các quý vị tôn đức tăng ni đã khuyến khích cũng như đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn huynh chị Nhật Quỳnh và huynh Chánh Ngộ đã giúp điều hành rung, và các anh chị khác cũng đã bỏ thời giờ để mà lắng tâm theo dõi. Thì như thường lệ, sau khi mà chúng tôi trình bày một loạt bài như vậy thì chúng tôi sẽ nghỉ nghỉ vài ba tuần, nghỉ xả hơi. Và cái loạt bài này thì coi như là đã 24 hay 25 buổi nói chuyện về xoay quanh về cuốn sách Tỉnh thức đối diện, Tỉnh thức tỉnh tật là cái chết của Ngài Tỳ Khưu Anandayo, thì xem như là dài nhất. Và chúng tôi cũng xin phép sư trí đức được tạm thời nghỉ vài ba tuần, và sau đó chúng tôi sẽ quay lại rung. Trước khi xuống mic và rời rung, chúng tôi xin kính chúc toàn quý vị được nhiều sức khỏe, được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì xin phép được đọc cái phần hồi hướng như thường lệ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân sư trí đức và quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin kính chào tạm biệt. Ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên, tịnh xá cấp cô độc gần thành xá